Xin chào cả nhà. Hôm nay thì em Vinh đang có mặt tại xã Lũng Phìn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi này thì chủ yếu là núi đá thôi cả nhà. Này, phía đằng sau em đây là một cái thung lũng rất là đẹp luôn và toàn là đá thôi. Và ở đây thì là chợ phiên Lũng Phìn này cả nhà này. Chợ này thì rất là đông người luôn cả nhà. Do là cái khu chợ người ta xây nó hơi nhỏ cho nên là bà con phải buôn bán khắp và cả dọc đường luôn. Và đây là một cái con đường đi vào trong một cái bản nào đấy. Đấy thì là xe cộ là đỗ ở đây rất là đông này cả nhà này. Đấy, đây chỉ là một cái nhánh đường để đến chợ Lũng Phìn thôi nhá. Ở phía bên kia còn có mấy con đường nữa cũng chật kín xe luôn. Đấy. Chợ phiên này thì theo như quan sát của em thì sẽ có người dân tộc Hơ Mông này và người dân tộc Giao. Còn một số người dân tộc khác nữa thì em chưa hỏi. Đấy, thì hôm nay có dịp tới Lũng Phìn thì em sẽ quay cho cả nhà xem cái khung cảnh chợ phiên ở đây nhé. Chợ này thì ở một cái nơi rất là lạnh luôn cả nhà. Hiện tại đang chỉ có khoảng 12 độ C thôi. Đấy, thì em mời cả nhà theo dõi video, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chợ phiên Lũng Phìn nhé. Mời cả nhà. Ở đây thì bà con mang gạo ra bán này. Đó. Ở đây họ bán gạo không biết là dùng cân hay là dùng cái kia để đong nữa. Cái này bán theo bò à chị? À đúng rồi, họ bán theo cái bò này chứ họ không dùng cân để cân nữa. Mua xong thì không biết là lãi hay lỗ nữa nhỉ. Đấy. Ở đây cách bán gạo cũng khá là độc đáo, không giống những cái nơi khác. Gạo thì như chủ yếu là bà con người Giao trồng thôi, tại vì là bà con người Mông họ thường sống ở những cái vùng núi đá cho nên là sẽ không trồng được gạo. Còn các bác người Mông này, các bác người Giao này thì lại sống ở cái chỗ mà nó có ruộng bậc thang ấy thì lại có thể trồng gạo được, à trồng lúa được. Và họ sẽ mang ra bán. Ở trên này thời tiết rất là lạnh luôn mà các chị này cõng con ra chợ như này. Chân này không đeo tất luôn. Lạnh lắm, thằng cu này lạnh. Mà chị chữa này. Bà con đang đi chợ mua đồ về rất là đông này cả nhà này. Đây là những cây mía ở trên vùng cao nguyên đá trên này. Mía ở trên này thì cây bé thôi cả nhà, tại vì là toàn núi đá mà nên là đất nó không được tốt. Có những cây mía nó nhỏ chỉ bằng ngón tay thôi. Đây. Những cây mía này nhỏ chỉ bằng ngón tay thôi này. Đất ở trên này nó cằn cỗi luôn, nó không có chất mấy. Ở đây bà con người Giao khá là nhiều. Người Giao ở đây là Giao đỏ hay sao ấy. Đây trang điểm cho nhau à? Hai cô bé rất là xinh gái. Đây là hai chị Hà thôi. Đây là cũng giống như hai chị em ấy. À. Nhưng mà cũng là bạn chơi con. Ừ. Em đi bán hàng đây à? Vâng, học cùng trường. À, học lớp mấy rồi? Bây giờ bỏ học rồi à? À, nghỉ học rồi à? Vâng. Học đi. Ở nhà bán hàng thôi. Học hết lớp 9 thôi à? Vâng ạ. Lấy chồng chưa? Cũng
con rồi. Ôi giời, có con à? Bao nhiêu tuổi đấy? Con của em 1 tuổi. Thế em? Con của em thì em 7 tháng. Bạn em bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 tuổi. À, 19 tuổi. À, lấy chồng được rồi nhỉ? Nhìn vẫn còn bé lắm nhỉ? Người giao hay là người gì đấy? Chắc là để con xong là nhìn để con xong là con tin nhiều quá cho nên bé. Thật ra thì lúc mà còn là học sinh thì cũng béo ấy. Ồ, thế à? Con tin nhiều quá gầy. người giao hay người Mông đấy? Còn em là người Mông ạ. À, người Mông à? À, ok, nhìn nay mưa quá. Vẫn còn rất là trẻ xinh nhá. Bán được nhiều không? Cũng bình thường anh ạ. Sáng nay đông khách lắm mà. Bán được cái vấn này là à, bán mỹ phẩm à? Ở trên này bán mỹ phẩm chạy phết nhỉ? Rồi, chúc em đắt hàng nhá. Cảm ơn hai em nhá. Đây bắp cải bán rất là nhiều này. Mấy anh chị này là chở bắp cải chắc là xuống dưới chợ huyện dưới kia bán. Đây là những cái bao gạo, bao ngô. Đây là món bánh rán này. Bánh rán ở chợ phiên trên này. À, cái cân này, cân hay nhờ. Cân treo. Mua bột gì đấy? Bột gì đấy? Bột mì. À, bột mì à? Mang về làm bánh mì à? Vâng. Đấy. Đây là váng đậu. Váng đậu trên này được bán khá là nhiều nhé. Nhiều người ta thích ăn váng đậu. Đường đây thì cá trâu cả người đi nên là khá là bẩn. Nếu mà hôm nào mà trời nắng thì không sao, nếu mà trời mưa thì là cái nền đường rất là bẩn luôn. Ở dưới này thì bán rất là nhiều nồi cơm điện luôn, các loại nồi lẩu rồi bếp ga rồi mũ bảo hiểm các kiểu luôn. Đấy, giống như kiểu là một cái siêu thị mặt đất đấy. Dây điện các kiểu luôn, giày dép. À, mấy thanh niên này bán hàng giỏi nhỉ. Ui, con bé này xinh gái thế. Đây chị này bán mấy cái loại thuốc này, không biết thuốc gì nữa. Cái này là gì đấy ạ? Giờ chú là một ác chí. Ủa, không biết nói tiếng Kinh à? Bỏ cái gì đây nhỉ? Cái này chữa đau bụng đấy. À, chữa đau bụng ạ. À. Nhìn như kiểu là vỏ của cây... Vỏ của cây gì nhỉ? Cây mất tên này. Cái này thì là cây bổ máu, cây huyết đằng. Uống bổ máu. Ai mà béo thì không uống cái này nữa. Chưa đau đau đứt tay như này là dùng cái này. À, cái này như kiểu rễ của cây đỗ trọng sao vậy nhỉ? Bây giờ em Vinh đang đứng ở khu vực chợ bò. Và nhìn xuống dưới này thì là một cái thung lũng rất là đẹp luôn nhỉ. Ở đây thì phong cảnh rất là đẹp, mát mẻ. Đây là chợ bò. Chợ bò thì nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ không gian để cho người dân ở trên này họ buôn bán. Đấy.
Đấy, có người mang những con nghé, mang những con bê bé tí ra bán. Có người thì mang những con bò to về bán. Ở dưới thung lũng này thì người ta trồng cỏ voi cũng như là trồng ngô rất là nhiều. Ngô ở đây thì chắc là họ trồng để cho bò ăn thôi, chứ ở đây nhìn cằn cỗi mà không có bắp đâu. Ở dưới kia họ trồng cỏ để cho bò ăn này. Trên này cũng là trồng cỏ cho bò ăn. Ngô thì bắp bé tí nhưng này chắc là chỉ cho bò ăn thôi kìa. Mình có thể đứng đây để xem các anh chị giao dịch bò xem thế nào. Đây có một bác này bán xôi, bán liên tay luôn kìa nhỉ. Phải làm săn xoạch luôn thì mới kịp được. Bà con thì đang cầm tiền chờ sẵn để được mua xôi. Ở đây thì thông thường là cái nơi để anh em đến để cắt tóc cho bà con này. Đây là một số bà con đã đi chợ về và đang đứng đây chờ người thân chẳng hạn. À, mấy cháu bé ăn xôi. Xin chào. Các bà đi chợ mua thịt, mua mỡ về ăn này. Mua thịt mỡ về ăn à? Ở đây thì họ chắc là họ mua về để dán lấy mỡ thôi, chứ không hẳn là mua thịt về ăn đâu. Ở tít trong cùng này mọi người bán giày dép này, theo em nghĩ là để mà đến bày hàng bán được như thế này chắc là họ phải đến từ lúc trời chưa sáng rồi cả nhà. Tại vì tầm này đi thì không di chuyển được vào đây đâu. Ở đây thì có bán sắn luộc. Ở trên vùng núi đá này họ thích ăn sắn lắm cả nhà. Bên kia cũng rất là nhiều này. Luộc là một cái món cũng được bán khá là nhiều tại khu vực cao nguyên đá này. Ở đây là bà con đang đến để mua thuốc, mua bùa để đeo. Ở đây có bà đang đeo bùa này, bùa để cầu tài cầu an này, trừ ma trừ tà các kiểu. Đây, các bác này là đi chợ về rồi này. Ở khu này thì bán giày dép này, rồi là mũ bảo hiểm, nồi cơm điện các kiểu. Nói chung là đồ gia dụng. Úi dồi ôi, lạnh quá. Ở trên này thì buổi tối ngủ mát lắm cả nhà. Ngủ ngon luôn. Vì thời tiết ở đây rất là mát, rất là lạnh. Hiện tại ở lúc phiên này đang là 12 độ C này cả nhà này. Đấy. Wow. Rất là tuyệt vời luôn. Dạ vâng cả nhà ơi, như vậy là em Vinh cũng đưa cả nhà đi khám phá một vòng cái chợ phiên Lũng Phìn rồi. Hôm nay là một cái ngày chợ phiên nhưng mà lại trời mưa cả nhà, cho nên là đường nó khá là bẩn và thời tiết khá là lạnh. Hôm nay thì cũng là một cái ngày rất là đông khách luôn. Cái chợ này thì lúc nào cũng vậy, mặc dù mưa hay nắng thì chợ vẫn luôn đông đúc như vậy. Đấy, thì bây giờ rất là nhiều bà con đã mua được các cái mặt hàng và đang đi về rồi cả nhà. Em Vinh thì cũng có một cái buổi quay khá là thuận lợi tại chợ phiên Lũng Phìn rồi. Bây giờ thì em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay của em nhé.
và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà.